giao mèo tại chợ Bắc Hà. Bắc Hà là nơi hội tụ các sắc màu văn hóa dân tộc, với những đặc sản riêng của vùng Tây Bắc tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, níu kéo du khách đến với mảnh đất này. Đến với Bắc Hà, bạn còn có cơ hội đến với phiên chợ vùng cao lớn nhất Tây Bắc, chợ phiên Bắc Hà. Chợ Bắc Hà là điểm đến của du khách trong và ngoài nước mỗi khi lên Lào Cai. Đến với chợ phiên Bắc Hà, bạn có thể tìm thấy những món hàng độc lạ được bày bán nơi đây. Dao mèo là một sản phẩm không thể thiếu trong chợ phiên Bắc Hà. Tại đây những con dao mèo được bày bán với nhiều kích thước khác nhau. Khách du lịch có thể lựa chọn thoải mái một con dao mèo ưng ý đem về sử dụng trong gia đình, hoặc làm quà lưu niệm biếu tặng bạn bè và người thân. Dao mèo Bắc Hà nổi tiếng với nhiều mẫu dao đi rừng tiện dụng với nhiều kích thước khác nhau. Lưỡi dao mèo Bắc Hà được rèn từ nhíp ô tô của Nga, hoặc lam cưa của máy cắt gỗ cầm tay với chất lượng tốt nhất, được thợ rèn quay đập, chui rèn bằng thủ công, nên lưỡi dao thường lồi lõm vết đập. Dao được mài bằng tay với đá suối, không hề có vết máy mài. Vỏ và cán được làm từ một loại gỗ sớ mịn. Người ta chế vỏ dao bằng cách bừa đôi mảnh gỗ, sau đó móc lòng và hoàn thiện bên ngoài bằng cách đẽo. Thường là gỗ dâu, gỗ thìa, có cả gỗ đồi, một loại gỗ quý. Lưỡi dao được gắn kết với chuôi dao phải tạo được sự liền lạc, không có khe hở, có chốt chắc chắn để khi chặt chém mạnh không sợ bị lung lay. Đường sống lưng liền lạc từ mũi đến chuôi. Về dày sống dao được điều tiết hợp lý, dày ở gốc và mỏng dần về mũi. Đường mép cũng liên tục, không đứt gáy, không mài bén phần lưỡi chỗ sát khâu dao vì mục đích an toàn, tránh tay bị thương khi lỡ trượt lên lưỡi. Thiết kế của dao mèo nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng vô cùng thực dụng, chú trọng chức năng, đặc biệt như dùng đi rừng, làm mép, chặt xương heo, bò, thịt gà vịt. Dao mèo đã làm nên đặc trưng cho vùng đất Bắc Hà, Lào Cai.
chợ Bắc Hà không chỉ cung cấp dao mèo đi rừng, mà còn bày bán các loại dao mèo với nhiều kích cỡ khác nhau, được nhập trực tiếp tại những làng nghề sản xuất dao mèo nổi tiếng nhất của vùng Tây Bắc. Ưu điểm khi mua dao mèo đi rừng tại chợ Bắc Hà là chất lượng dao luôn được đảm bảo, và mức giá phải chăng do nhập trực tiếp tại sườn, không qua trung gian. Hơn thế nữa, tại chợ Bắc Hà, bạn có thể mua được giá xỉ nếu như mua với số lượng lớn.